vừa tư vấn cho một chị khách hàng về sản phẩm tinh dầu thông đỏ chính phủ Hàn Quốc Red Pin Dây Ốc Song Won. Có lẽ là tại Việt Nam thì sản phẩm này chưa được nhiều người biết đến đúng không ạ? Nhưng mà tại Hàn Quốc thì sản phẩm này đã rất phổ biến rồi. Sản phẩm có tác dụng giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp cơ thể của chúng ta luôn khỏe mạnh. Hiện nay sản phẩm đã được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và phân phối chính thức tại Việt Nam. Sản phẩm tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc Red Pin Dây Ốc Song Won được chiết xuất 100% từ lá cây thông đỏ. Theo nghiên cứu được công bố mới đây, thì 2,7 kg lá thông đỏ mới chiết xuất ra được một viên tinh dầu. Trong một viên tinh dầu thông đỏ Red Pin Dây Ốc Song Won có chứa tới 97% tinh dầu thông đỏ. Bên cạnh đó thì trong sản phẩm này cũng có rất là nhiều dưỡng chất bổ ích khác cho cơ thể như vitamin A, sắt hay axit amin. Bên cạnh đó, sản phẩm còn bổ sung thêm vitamin E, vừa có tác dụng kháng viêm, vừa giúp làm đẹp da và chống lão hóa. Tinh dầu thông đỏ Red Pin Dây Ốc Song Won có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe như giúp ổn định huyết áp, rất thích hợp với những người huyết áp thấp, làm sạch hết những tế bào máu chết, những cơ quan nội tạng và đường tiêu hóa, tăng cường sức khỏe cho hệ tim mạch, hỗ trợ điều hòa huyết áp, thúc đẩy, kích thích máu lưu thông tốt hơn, hỗ trợ ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm từ bệnh huyết áp hoặc tắc nghẽn mạch máu, giúp cho đường huyết trong cơ thể luôn được ở mức ổn định, đồng thời ngăn ngừa những biến chứng của một số bệnh lý khác như tiểu đường, thanh lọc cơ thể, đào thải những chất độc, chất béo xấu và làm suy yếu đi các tác hại của bức xạ, hỗ trợ điều trị một số bệnh lý như béo phì, khó tiêu, tiểu đường, ngăn chặn sự tăng trưởng của các tế bào hay những khối u, giúp cải thiện trí nhớ, hệ thần kinh, làm đẹp da, chống lão hóa, giảm thâm nám, làm mờ sẹo và nếp nhăn, phục hồi các tế bào da bị hư tổn, làm sạch và kháng viêm. Mặc dù đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng được sản phẩm này. Do vậy, khi tư vấn, tôi thường tư vấn rất kỹ cho khách hàng để đảm bảo sản phẩm sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Sản phẩm tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc Red Pin Dây Ốc Song Won phù hợp với những đối tượng sau. Người có hàm lượng mỡ máu cao, người bị tiền cao huyết áp hoặc cao huyết áp, những người đang điều trị khối u hoặc điều trị các bệnh lý khác cũng nên sử dụng sản phẩm này để giúp phục hồi sức khỏe được tốt hơn. Sản phẩm này cũng rất phù hợp cho những ai đang bị đái tháo đường. Bệnh nhân nhiễm độc gan, gan nhiễm mỡ, cơ thể tích tụ các độc tố cũng nên sử dụng tinh dầu thông đỏ. Người mắc bệnh thiếu máu, người chịu ảnh hưởng của tia phóng xạ, phụ nữ sau sinh, phụ nữ đang bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, phụ nữ da rẻ không được hồng hào muốn ngăn ngừa lão hóa, phụ nữ có thai và cho con bú, phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, người bị béo phì hoặc có chế độ dinh dưỡng dư thừa, người lớn tuổi có nguy cơ đột quỵ, tai biến hoặc khi bị đột quỵ. Hướng dẫn sử dụng tinh dầu thông đỏ chính phủ Hàn Quốc Red Pin Dây Ốc Song Won. Cách sử dụng tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc như sau: uống 1 đến 2 viên một ngày, mỗi lần một viên. Uống trước hoặc sau khi ăn 30 phút. Uống nhiều nước, nên uống với nước ấm từ 250ml trở lên, giúp dễ dàng hấp thụ tinh dầu một cách tốt hơn. Những điều cần biết khi sử dụng tinh dầu thông đỏ chính phủ Hàn Quốc Red Pin Dây Ốc Song Won. Nếu khi bạn uống, thuốc bị lưu lại ở cổ họng, hãy uống thật nhiều nước ấm. Điều này sẽ giúp thuốc trôi xuống dưới và làm sạch cổ họng, không khiến cho bạn cảm thấy khó chịu. Trước khi uống cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, xem mình có thuộc đối tượng nên sử dụng tinh dầu thông đỏ hay không. Nếu bạn thuộc các trường hợp như đang cho con bú, có tiền sử bệnh nặng hoặc cơ thể dễ bị dị ứng, nên tham khảo và nhờ bác sĩ tư vấn. Để xa tầm tay của trẻ em. Đây là sản phẩm giúp bổ sung dinh dưỡng chứ không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế cho thuốc điều trị bệnh. Hiệu quả còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người. Bố mẹ tôi thì tuổi cũng đã cao rồi. Năm ngoái thì ông bà đi khám sức khỏe định kỳ ấy, thì lại phát hiện ra là ông thì bị huyết áp thấp, rồi bà thì tim cũng không được tốt lắm và có nguy cơ thì lại bị bệnh tiểu đường, rồi một số các cái bệnh lặt vặt khác của người già ấy. Nên là vợ chồng tôi thì rất là lo lắng. Thì cũng rất là may mắn và cơ duyên thôi, tôi được một chị bạn giới thiệu cho cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc Red Pin Dây Ốc Song Won này. Thì lúc đầu ấy tôi cũng không tin đâu, bởi vì là nghe tên nó cứ lạ lạ như nào ấy mà chưa nghe bao giờ. Thế nhưng mà chị bạn tôi nói là cái sản phẩm này bố mẹ chị đã sử dụng rồi và rất là có hiệu quả, nên là tôi cũng thử lên mạng tìm hiểu xem như thế nào. Thì sau khi tìm hiểu được biết là
cái sản phẩm này thì được nhập khẩu từ Hàn Quốc này và có tác dụng là hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và rất là tốt cho những người mà bị bệnh về huyết áp này, tim mạch này, rồi cả tiểu đường nữa. Nên là tôi cũng yên tâm hơn khi mà mua cho bố mẹ sử dụng. Được cái thì hai ông bà khá là hợp thuốc, nên là sau một thời gian sử dụng thì thấy da dẻ hồng hào, ăn ngon, rồi huyết áp thì cũng ổn định hơn. Thế nên là sau 6 tháng tái khám ấy, thì các cái chỉ số đã tốt lên rất là nhiều. Từ khi mà ông bà khỏi bệnh ấy, thì cả nhà đều vui. Chỉ mong ông bà sống lâu, sống khỏe và thật vui vẻ cùng các con, các cháu.